sao vậy? Con đã buồn ngủ rồi sao? dạ không, con muốn đi thay quần áo đã. à ba ơi, ba hãy quên hết những gì con nói hồi nãy nha, con thời kỳ thiếu niên. con sẽ quay lại ngay thôi ba. Tôi sẽ không tha thứ cho cô đâu. Anh đây. Trước cuộc anh là... làm gì chứ? Bây giờ anh đang uống rượu với Minh Chê. Để nói chuyện sau đi. Minh Chê đã nhìn thấy anh và Giang đình Súc. Ngồi cùng... Lại rồi. Anh sẽ gọi lại cho em sao? Minh đã đã nhìn thấy rồi Mà Giang in Súc lại đắc ý gọi điện cho em như vậy Anh đi gặp Giang in Súc là vì muốn biết rốt cuộc cô ấy muốn cái gì Chẳng lẽ anh không biết hay sao Cô ta muốn trả thù em đó Và muốn cướp Minh Chê đi luôn Xin lỗi em đã quá xúc động Thôi được Chuyện xảy ra trước khi chúng ta để Minh Chê lại Mỹ và trở về Seoul Khi em đến đó Minh Chê thì nhìn thấy Giang in xuất và Minh Chê đang nói chuyện Lúc đó em đã cố nhìn Nhưng sau đó không bao lâu Giang in lại đến tìm Minh Chê mua hamburger cho nó ăn Em đã nói rõ ràng với cô ta Sao để không được phép gặp lại Minh Chê nữa Như Giang in nói Và cũng Không thể rời xa khỏi em Lúc đó em rất sẵn chấp nhận Lỡ cô ta nói sự thật với Minh Chê thì sao Cô ta muốn hại em thế nào cũng được Làm sao nó có thể hiểu được những chuyện đó chứ Nên em nghĩ nhất bố ta Vì Minh Chê Đúng vậy Em đã đi Em đã đợi trước cửa nhà của ta suốt mấy ngày Em à Rồi cơ hội cũng đã đến khi Giang in Súc say rượu. Lúc đó em đã nổ máy xe và đạp chân ga nhằm về hướng cô ta. Khi xe tông vào của ta đầu óc em trông Chỉ có Minh Chê. Thôi đủ rồi. Khi em định thần trở lại thì thấy Giang Yên. lúc đó em không nghĩ được gì hết. Đạp thắng xe lại. <laughs> lúc đó cô ta đã cười chế giễu em vẻ mặt lúc đó của cô ta em không bao giờ quên được cô không thể thoát vì tôi là mẹ ruột của minh chết tôi mới là mẹ ruột của minh chết giống như cô ta đang nói những lời đó với em vậy cô ấy là mẹ ruột của minh chê mà Anh không tin em cũng không tất cả mọi chuyện đều do em tạo nên Con trai của ta bị em cướp mất Được thôi, muốn trừng phạt em thế nào em cũng chấp nhận Anh có muốn rời khỏi em cũng được Nếu mình chơi mà biết nhất định sẽ điên mất Nếu nó biết em không phải là mẹ ruột của nó mình à ừ. muốn em làm gì cũng được hết em thật sự mình à anh có đang nghe em nói không câu gì đi anh không còn yêu em đúng rồi anh vốn chưa bao giờ yêu em mà Là do em làm mà Đúng vậy Có thể như vậy Cho nên anh mới gặp lại cô ta có phải không Nên anh mới tin vào tất cả những gì cô ta nói Nhưng em không có đủ dũng cảm Em sợ sẽ đánh mất Anh và Binh Chê nên em anh đã đánh mất lòng tin về em rồi em còn có thể biện hộ gì được nữa minh dù người ta có nói gì thì nó vẫn là con trai của em em hiểu chưa cảm ơn anh cảm ơn mình nhiều lắm Minh Chê sao còn chưa ra? Làm gì trong đó vậy con? Chị hai, à, tôi thấy buồn nên tìm Thím để nói chuyện chơi. Nhưng mà thấy Thím đang gọi điện thoại nên đứng ở ngoài không dám quấy rầy. Là ai? Chị bán quán cơm đó sao Sao chị biết chị của em vậy Vợ của dòng chuông đã kể cho tôi nghe hết rồi <cười> Buồn cười thật đó Tạo như vậy mà lại bị người đàn bà quê mùa cướp mất chồng <laughs> Ôi ờ, Trời ơi cái miệng của tôi thật là à, Nói đụng tới người nhà của thiếu của thím Chắc là cũng xinh đẹp như thím chứ <laughs> Uống đi con làm gì trong phòng mà bây giờ mới ra vậy ngủ quá nên ngủ một lát à, con say rồi hả minh che ừ, các anh cứ thay nhau mời rượu con nên con không biết phải làm sao nữa <cười> <cười> các anh ghen tị à, dạ chắc là vậy nếu như con thấy mờ thì cứ vào ngủ trước đi à dạ vậy con vào ngủ trước đi làm việc ở công ty cả con về phòng trước nha ba được rồi Ba. Con Sẽ cố gắng làm việc thật tốt <laughs> Nếu đã làm rồi Thì phải làm sao Để được ông nội công nhận chứ phải không ba Tốt lắm cô ấy, ủa ba sao lại gọi cho em vậy bây giờ anh ờ à, vậy cũng được vậy anh tới nơi thì gọi cho em nha có ai vừa mới đi ra ngoài phải không anh tới rồi sao em sắp đóng cửa rồi nên hết khách anh muốn uống cà phê không? em đã gọi điện thoại nói gì với vợ anh vậy chính cô ta đã gọi điện cho em chứ không phải em gọi... anh muốn uống cà phê kiểu gì em đã nói cho cô ấy biết là minh đã nhìn thấy chúng ta ngồi bên nhau không phải sao cô ta đã nói như vậy sao đó rốt cuộc em muốn làm cái gì đây hả anh nên hỏi cô ta câu hỏi đó thì đúng hơn Em nói sao? Trước đây em chưa từng nghĩ tới điều này. Nhưng bây giờ thì khác rồi. Nên em mới lên kế hoạch gặp anh hay sao? Chứ em không bắt buộc anh. Thì ra, cô là người phụ nữ như vậy. Phải. Cô độc một mình. Anh đánh tôi đi. So với bị xe tông chết, thì bị đánh một trận còn đỡ hơn nhiều đó. Bố còn dám gặp Minh Trê một lần nữa. Thì được trách tôi không khách sáo với cô muốn diệt trừ tôi thì hãy đừng để dung Na dông nhanh chân hơn một bước anh đừng nhìn tôi bằng ánh mắt đó về ánh mắt đó mà tôi bị lừa để con lại mà đi sao đâu cô vốn không có tư cách làm mẹ của minh che minh chê là con của tôi sinh ra mà minh chê là con của tôi <laughs> minh chê à nha phải chị chị Trinh xuống ngủ mới lén ra ngoài được nên trễ như vậy nè ừ. anh có lạnh không ừ anh <laughs> đỏ hết rồi kìa <laughs> <laughs> à vui thật à, Được rất. rồi tôi sẽ tới ngay à, bye bye. <laughs> Từ trước giờ Giáng sinh nào Anh cũng chỉ có một mình thôi Tội nghiệp anh quá Xin mời anh Anh định nói gì vậy? Buồn <cười>, cười đó. Có phải anh nhớ em nên gọi điện thoại cho em không? <cười> <cười> Đúng rồi. <laughs> à. Em cũng không biết tại sao em lại ghét dì ấy đến như vậy nữa. Dì ấy có ơn nuôi dưỡng em mà Cũng có thể thôi, chỉ có trút được ra Thì trong lòng em mới dễ chịu được thôi Bây giờ Già cũng không quan tâm Việc ai đã đưa em đến cuộc đời này Già dứt em vào cô như diện nữa Em nghĩ chắc là bà ấy cũng có nỗi khổ Nên mới không nghĩ như vậy nè Người mẹ đã sinh ra em Có một người đàn ông mà bà ấy yêu rất sâu đậm Nhưng mà ông ấy đã bỏ rơi bà ấy Thì mỗi lần nhìn em Bà ấy lại nhớ đến người đàn ông kia Hoặc có thể là Lúc em sinh ra bảy còn trẻ Dù sao đi nữa Em thấy bây giờ cuộc sống của em Chẳng phải là đang rất tốt hay sao Từ nay Em sẽ không hận bất cứ người nào nữa Nhưng mà cũng sẽ không yêu bất kỳ ai nữa Em không muốn Em không muốn Rồi em cũng phải dứt bỏ nó như vậy Em không muốn có thêm một người đau khổ giống <laughs> vì mẹ anh nên anh mới thích em có phải có em đúng không như vậy cũng không sao em cũng vì căm ghét thế giới xấu xa này mỗi khi nhìn thấy người nào hạnh phúc là em lại nổi giận muốn phá vỡ niềm hạnh phúc của họ nha khi lần đầu nhìn thấy anh á em đã cười anh vì cảm thấy anh thật là khờ khạo anh hoàn toàn không giống những người người lên đi anh muốn nói với em rất nhiều điều cho nên anh mới tới tìm em có phải không hình như ai Chưa có lần nào Anh có thể nói chuyện Không biết tại sao Anh luôn có cảm giác như vậy Anh luôn cảm thấy Trong mắt của ba mẹ anh Đang giấu giếm Có nhiều khi Họ cũng không dám nhìn thẳng vào mắt anh nữa Dù anh có ngủ nghịch như bao giờ đánh anh Thậm chí lúc phải la mắng anh Họ cũng phải dò xét thái độ của anh Làm giống Buồn cười lắm hơn không Anh không biết vậy được sẽ nghĩ anh điên Ba mẹ của anh Đang Ai cũng nói chủ tịch tập đoàn là người rất lạnh lùng Rất hiền từ Nhưng mà chỉ là anh nghĩ vậy thôi <laughs> Em phải về rồi. Bây giờ chắc là. Yeah. phim88.com xin ân hạnh giới thiệu đến các bạn bộ phim này. Em mới đi đâu về vậy? Ờ à, em chỉ ra ngoài đi dạo thôi em đi gặp minh chê đúng không con bé hư hỏng này chị tưởng đêm nay em ngủ ở ngoài rồi chứ cứ nghĩ tới mẹ minh chê là chị lại thấy lo em nói là em cảm thấy lạnh nên anh ấy chị ngủ ngon nha Con định lên đó sao? À, dạ thưa mẹ. Ba biên chế nói là hôm nay tới đây mà. Anh ấy nói hôm nay không đến được. Vậy sao hả à, đúng mà. Dạ. Ờ. Tìm nhà mẹ sao? Bộ thiếm tư được ra ở riêng à? Chủ tịch bà để trống căn nhà đang ở đó. Tại sao? Ba nói... Ôi trời ơi, vậy thì để vợ chồng con dọn đến đó ở cho. Tại sao để cho vợ chồng con ở chứ? Ờ, chứ không lẽ để nhà trống hay sao? Sau này cả nhà John minh sẽ quay về đó. Người thừa, thừa kế di chúc của ba mẹ chứ. À sao? Không bao giờ chịu nhìn vào ưu điểm của tụi con Hãy tập nó điều hay ho trước đi lo chiếm ngôi nhà thôi sao Bởi vì chồng của con là trưởng nam Mà lại không được đối xử như trưởng nam gì hết Thôi ồn ào quá đi Ai cần nó mà đi theo đến đây chứ Quên đi khúc mắt của bà dông chê và chủ tịch để tới đây đó mẹ à Nghe nó nói kìa Chị hai nói chuyện lúc nào cũng vui như vậy đó <laughs> Mẹ vậy Nghe như là có ý xỉa xối <laughs> Chị dứt <rất> giả rồi <laughs> Thật là hết nói nổi luôn mà Căn nhà đó nữa nghe chưa Mẹ à Ây, Thật là Ây. Con định quay về Dạ thưa Buồn ba. quá Con sẽ làm vậy thưa ba Ừ con đi đi Dạ Thiếm tư Định để trống ngôi nhà ở đó thật sao Dạ Nếu như thiếm để trống ngôi nhà ở đó Thì Nam Erin nhất định sẽ giành ngay hay là chị nói chuyện với ba thử xem sao Đi lại. Đừng có nói chuyện này cho vợ dông chun biết nha Biết không <laughs> Dạ chị hai <laughs> à. Con gái của ông thợ rèn thì có thể làm được tới đâu chứ Giang <laughs> in súc Tôi đã nghe rất rõ cái tên này rồi lên xe đi Chuyện hôm qua em xin lỗi, lên xe đi Con nhỏ đó lại tới đây làm gì? Bởi vậy mới nói Cô ta đến làm mẹ hay chim đau lòng Rồi lại bỏ đi mất tiêu luôn Rồi ừ. ừ, ai nấy sao? Nếu như ai nấy thì đâu có lấy chiếc xe sang trọng tới Rồi khi người ta ra như vậy Họ là chị em với nhau mà Sao không có tình cảm được chứ Chỗ đó là đâu? Nơi xây gì những lão đó? Em muốn biết làm gì? Em còn làm gì được? Kim dân chứ? Em vừa mới nói gì? Bị bắt nghĩa là... Chị không đọc báo sao? Anh phạm tội gì chứ? Không phải tội giết người giống như anh Trung Gu đâu, chị đừng lo. Sao em... Em có thể nói như vậy được chứ? Anh... À... Không biết ở với nhau được mấy ngày mà binh dữ vậy. nơi xe gì, gì dừng xe lại đi em sẽ giúp chị chi phí hoạt động cũng sẽ lấy giúp chị dừng xe lại đi sẽ tự chuốt khổ vào thân thôi đã không có vốn có bị đặc sĩ gì Trừ súc à Cô mới đi đâu về không Tôi thường xuyên Nhìn thấy tên của anh Ở trên báo đó Cô không cần lo đâu Tôi đã nhờ Em trai của tôi lo cho công trình Được hoàn thiện rồi Trong mắt tôi thì anh không hề giống như Khi công trình hoàn thành Cô chuyển nhà trước đi Chi phí điều hành viện dưỡng lão Tôi sẽ Tôi đi nha Chờ chút đã Thật ra tôi Câu nói dù có xảy ra chuyện gì Cô vẫn sẽ đợi tôi tôi không nhớ nhầm chứ anh anh không đúng là như vậy thời gian sẽ không lâu lắm đâu Ồ, bóng đẹp, mời đại tướng <cười> Mời. <cười> Ồ. Trong hai ngày tới, Kim Jong-chun sẽ bị diễn kiểm sát mời Dạ, tôi có nghe nói à, Ai kêu nó lên giọng khoác lát nói là mình tự gánh giác tất cả mọi chuyện làm gì Ờ, à, Jong-min thế nào rồi? Ê, Jong-min thì biết cái gì, không có cơ bản là bừa vậy thôi Đợi sau khi Kim Jong-chun bị bắt, Kim Tae-jin cũng sẽ không xa nữa đâu tất cả đều sẽ là của cậu không phải sao chủ tịch đã đều là nhờ đại tướng nam <laughs> cho bóng đẹp dữ cậu đẹp. phải nhìn vào tấm gương của gã hồi xưa cậu không được giống như hắn đâu đó những kẻ dông ơn bội nghĩa sẽ không có kết cục tốt à, đâu dĩ nhiên dĩ nhiên sau này à cái này chơi vui thiệt chẳng khác với sân thật chút nào hết ha sau này thường xuyên tới chơi ha ờ à, dạ tuy là mùa đó <cười> dạ <cười> 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 Xem trái bóng này là kim tê chin thì sẽ đánh càng chào già. Hãy nếm thử mùi vị đi ha. Ồ bóng đẹp, bóng đẹp, bóng đẹp, bóng đẹp. Ba à. Ba có quyền gì đâu mà con tới tìm ba chứ. Không lẽ ba muốn nhìn chồng con bị viện kiểm soát bắt đi sao? Thì nó tự. Ba gả con vô gia đình của ảnh, để nhìn cảnh này hay sao? <laughs> ly hôn đi. Thời buổi bây giờ ly hôn cũng không phải chuyện đáng xấu hổ gì đâu con nói không thể sống với người nhạt nhẽo như nó nữa mà <laughs> chuyện đó đâu có dễ dàng vậy có gì mà không dễ thằng à thằng văn trung á không muốn dù chết con vẫn phải sống với ảnh tại sao con lại như vậy ba à con không thể xa ảnh được đâu con không thể từ bỏ ảnh dù có chết con cũng không thể làm như vậy <cười> 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 con định khi nào ngày mai cũng sẽ tới chuẩn bị xong hết rồi chứ dạ thưa ba tất cả tài liệu ba đã sắp đặt lại rồi con chỉ cần thừa nhận những chứng cứ ý của ba là con đừng ôm hết mọi chuyện con hận ba lắm phải con từng là đứa con mà ba yêu quý nhất vậy thì tại sao con lại muốn rời xa ba lúc nào bây giờ cũng vậy vì vậy con định ngồi tù thay cho ba phải không ba là người đưa một doanh nghiệp nhỏ cho nên con vô cùng kinh phục bà Nhưng mà Từ trước tới giờ Tuy là con luôn muốn tin Là ba vì tập đoàn cho nên không có lựa chọn nào khác Nhưng mà Đó không phải hình ảnh mà Theo mong muốn của ba Con sẽ chờ tới ngày Nhà máy đóng tàu hoàn thành Đến ngày khánh thành của nhà máy Centro Mà trở về đây Để thành tâm chúc mừng ba Cảm ơn con con và ba có cách nghĩ khác nhau Dông chung à con vừa nói cái gì vậy con sẽ bị bắt rồi sao mẹ à Ý, tập đoàn gì đó cũng từ bỏ hết luôn đi hãy đưa hết cho đại tướng nam đi chủ tịch ta à? chủ tịch con tưởng mẹ bị mù bị điếc rồi sao không phải vậy đâu mà mẹ chủ tịch à Bao lâu nay Làm gì có người nào động tài với ông vậy chứ Dù ông có ra bên ngoài Đưa mi chi Dông xích về nó là con của ông Nhưng mà lần này thì không thể được Không thể để cho dông chung phải ngồi tù như vậy Vậy thì bà, bà, thì biết cái quái gì mà đứng đó nói Ai nói là muốn chủ tịch ngồi tù chứ Mẹ à Thưa mẹ con đi à, Con Con có phải là đi học đâu Mà còn phải thưa gửi cái gì nữa Con à Con à Con trai của mẹ Con à Tất cả làm theo chỉ thị của chủ tịch đi Mẹ à Nếu để ba vào trong đó Ba sẽ không chịu nổi một ngày đâu Chính vì vậy nên chính phủ sẽ nương ta giết con Nhờ có chủ tịch mà hàng ngàn hàng gia người Mới được sống không phải hay sao Mẹ à Con đâu phải đi chết Mẹ không cần lo như vậy Cuộc đời của con sắp Mẹ à Mẹ vào nhà đi Coi chừng ba giận đó mẹ <laughs> Bây giờ mẹ đâu hơi sức nào mà nhìn sắc mặt của ông ấy nữa Với lại Mẹ còn phải chăm sóc ba <laughs> con còn không hiểu ba của con sao? dù có nhìn thấy các con trai lần lượt chết hết, ông ấy cũng không hề chớp mắt đâu. con à, con trở vào đi. con à, trở vào đi, trở vào đi. Ồ, Ồ, vào đi. mẹ à, đừng làm vậy mà mẹ. nếu như mẹ làm như vậy chỉ làm cho ba sung trây càng buồn hơn thôi. à, chú ba cứ để tôi chăm sóc cho mẹ. làm như vậy. con mẹ làm à, cái gì vậy mẹ, chứ? mẹ, sao mẹ trở nên kỳ cục như vậy chứ? chúng ta đã hạ quyết tâm rồi bà mẹ. À. qua đây cho mẹ đi. con à, qua đây. mẹ. cái thằng này. mẹ à, cái thằng này. Bà đây! Mẹ! muốn tay mẹ ra mẹ đi! À. Uống ra! Mẹ! mẹ à. Con mẹ à! Mẹ! Bà đang nhìn đó mẹ à! Sao tự nhiên mẹ lại làm như vậy chứ? Nếu không để con trai phải vào tù như vậy thì cả đời này tôi sẽ không nói chuyện với ông nữa! Mẹ! À. Con bà ba dông chi đi đi! Đó là nhân vật quan trọng nhất sao chủ tịch mà! Tại sao ba dông chơi phải em trai hết khủi? Vậy thì làm sao... Mà có tư cách để vào nhà tù thai chủ tịch được chứ mẹ? Ôi trời đất ơi. <laughs> Dông Chun. Ở ờ, bên đó sao? Ở bên này bên này. Để sao ờ, một chút đi. Từ từ từ, cẩn thận đó. Ngay à, rồi đó. Chú chú đó. đó. Ngay, rồi. Rồi. Ngay, Ngay rồi. rồi. Ngay rồi. tha lỗi cho em đi em vốn định cả cuộc đời này cho tới lúc chết chỉ nhớ một mình anh nhưng không phải vì như vậy mà em quên anh đâu em đâu Giờ cô hiểu rồi chứ Chị ta không phải thâm hiểm bình thường đâu Vậy thì sao Thoát ẩn rồi lại thoát hiện Không thể nào lường trước Chị hãy chờ thêm một thời gian nữa đi Nhất định chị ta sẽ để lộ sơ hở gì đó Cô út à Dưới tay của Yuna Yon thì trung tâm mua sắm Tôi chỉ cần cô tìm ra được bệnh viện Mà thím ấy đã phá thai thôi Không biết xấu hổ Vậy mà chị ta vẫn dày mặt ra Tìm Tôi nha thím định đi Ulsan phải không? Một con nhỏ không có học vấn như tôi thì đành phải chạy cho tới gãy chân thôi. <cười> <cười> sao thím lại nói như vậy? Tôi tới để mua sắm. Mua sắm sao? <laughs> Chồng chị sắp vào tù rồi mà chị còn đi